Chào mừng bạn đã quay lại với kênh Kimi. Dưới đây là bài lưu ý cần biết khi ăn hạt điều. Một, dễ dẫn đến thừa cân và các bệnh nguy hiểm khác. Hạt điều giàu chất dinh dưỡng nhưng cũng chứa nhiều năng lượng, có thể gây thừa cân, béo phì và các bệnh nguy hiểm khác. Hai, ăn hạt điều bảo quản không tốt có thể gây ung thư. Hạt điều dễ bị nhiễm nấm anh lớp nếu bảo quản không tốt có thể sinh ra độc tố anh latocin gây ung thư. Ba, hạt điều chưa chín hoàn toàn Hạt điều sống trừ Uzucion có thể gây tiêu chảy, mụn độc và thậm chí tử vong nếu ăn với hàm lượng cao. 4. Chứa nhiều hóa chất. Trong hạt điều, các cơ sở chế biến thường tầm ướp hóa chất để giữ hương vị và màu sắc, có thể gây hại cho sức khỏe. 5. Những người bị suy thận không nên ăn hạt điều. Hạt điều giàu kali có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh suy thận. 6. Người bị khan tiếng không nên ăn hạt điều. Chất béo trong hạt điều có thể kích thích niêm mạc họng, làm nặng thêm tình trạng khan tiếng. 7. Không nên cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi ăn hạt điều. Trẻ nhỏ dễ gặp nguy hiểm khi ăn hạt điều do nguy cơ sạc hóc.